Sự việc chồng Chu Gia Hun, tài tử Vu Hiểu Quang bị bắt quả tang ngoại tình đang là tâm điểm chú ý của truyền thông Trung Quốc lẫn Hàn Quốc. Cả hai từng là cặp vợ chồng hoa hàng hot nhất showbiz. Vu Hiểu Quang cũng nổi tiếng là yêu thương vợ hết mực. Thế nhưng chỉ sau một đêm, hình tượng người chồng quốc dân của anh hoàn toàn sụp đổ. Theo Soho, Vu Hiểu Quang bị bắt gặp tới một quán bar, sau đó khi trở về lại lên xe cùng với một cô gái trẻ đẹp. Điều đáng nói, những hành động thân mật của hai người khiến netizen cảm thấy vô cùng nóng mắt. Mặc đồ đen từ đầu tới chân, lại đội mũ lưỡi trai, Vu Hiểu Quang vẫn bị paparazzi nhận ra khi đi cùng nhóm bạn tới quán bar này. Dường như sau cuộc vui, nam diễn viên khá kích động, liên tục hò hét, sau đó kéo tay một cô gái trẻ và để cô này ngồi lên đùi mình. Những hình ảnh trên làm dấy lên nghi vấn tài tử họ Vu ngoại tình trắng trợn sau lưng bà xã. Điều đáng nói, khi tham gia một show truyền hình gần đây, nam diễn viên thường xuyên phát cẩu lương cho dân tình với những hành động lời nói lãng mạn. Khi bị hỏi nếu ngoại tình thì ra sao, Chu Gia Hun chia sẻ, đây là lần đầu cũng như lần cuối em nói với anh, nếu anh ngoại tình thì. Vu Hiểu Quang cướp lời, anh chết, em cũng chết. Chu Gia Hun hỏi lại, liệu em có thể yên tâm không? Nam diễn viên quả quyết, yên tâm đi. Vu Hiểu Quang và Chu Gia Hun lần đầu gặp nhau từ năm 2012, sau đó đã nảy sinh tình cảm khi cùng đóng chung một bộ phim truyền hình Trung Quốc vào năm 2015. Rất nhanh chóng, Chu Gia Hun và Vu Hiểu Quang nhận ra họ chính là định mệnh của đời nhau. Cặp đôi đã kết hôn vào năm 2017 và tổ chức đám cưới vào năm 2019. Đến nay đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Trong đám cưới, Vu Hiểu Quang từng khiến dân tình liệm tim vì câu nói quá đỗi ngọt ngào dành cho vợ. Kiếp sau em vẫn sẽ lấy anh chứ. Vu Hiểu Quang có thể không phải là ngôi sao đình đám nhất nhì showbiz, nhưng anh có gia thế và mất cách xê khủng khiến khán giả choáng váng. Anh là con trai của một chủ tịch công ty, gia thế tốt cho phép anh có điều kiện theo đuổi sở thích từ khi còn nhỏ. Ngay từ khi lên 7, nam diễn viên đã tập bơi lội và trở thành nhà vô địch quốc gia năm 14 tuổi. Nhờ sở hữu ngoại hình nổi bật và tài năng thiên phú, Vu Hiểu Quang dần bước chân vào showbiz. Cách xê của anh cao đến choáng váng, lên tới 100 triệu won, hơn 2 tỷ đồng cho mỗi tập phim. Thu nhập của anh càng tăng cao do phim truyền hình Trung Quốc thường dài đến 30 đến 45 tập, giúp Vu Hiểu Quang kiếm được hàng chục tỷ đồng. Sau khi kết hôn, Chu Gia Hun và ông xã mua một biệt thự sang trọng ở Yosan, Seoul với giá 6,3 tỷ won, gần 130 tỷ đồng. Cặp đôi còn có sẵn nhà tại Bắc Kinh, Trung Quốc có giá trị 9 tỷ won, 180 tỷ đồng. Đối với Chu Gia Hun mà nói, mối tình với Vu Hiểu Quang có ý nghĩa vô cùng lớn đối với cô. Anh không chỉ là người đã kéo cô ra khỏi sự cô độc, cho cô ấm áp, mà hiện tại còn là người thân yêu nhất với cô. Khi Chu Gia Hun kể về việc mình bị cao huyết áp khi mang thai đã khiến cho không chỉ Vu Hiểu Quang mà cả bố chồng cũng vô cùng cảm động. Khi lên sân khấu đọc diễn văn, ông đã gọi Chu Gia Hun là con gái và cúi đầu cảm ơn những gì cô đã làm cho gia đình họ Vu. Trong ngày vui này, cha mẹ Chu Gia Hun đều vắng mặt, nhưng cha mẹ Vu Hiểu Quang lại đón Chu Gia Hun về nhà như con gái ruột của mình. Cặp đôi còn thường xuyên khiến netizen phải sâu răng với những khoảnh khắc hết sức ngọt ngào. Những hành động dù là rất nhỏ như lặng lẽ ôm từ phía sau, những món quà nhỏ hay khoảnh khắc làm nũng dỗ dành của Vu Hiểu Quang đều khiến cho cộng đồng mạng Trung Hàn thấy mừng thay cho Chu Gia Hun. Và cuối cùng cô đã tìm được bến bờ hạnh phúc, một bờ vai đáng tin cậy để dựa vào. Thế nhưng giờ đây, hành động ôm ấp gái quán bar của Vu Hiểu Quang khiến hình tượng người đàn ông mẫu mực của anh hoàn toàn sụp đổ. Trên mạng xã hội, hàng ngàn lời bình luận chỉ trích, ném đá, đổ dồn về phía anh, đồng thời thương cảm cho Chu Gia Hun bị phản bội đau đớn.